Rồi, xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch, dương lịch là 2019 các bạn. Cái clip này là tôi quay tiếp theo cái clip mà cái ngày mà mùng 5 tháng 5 á, mình suốt cái lá mai để tôi có mời các bạn cùng phiêu lưu với tôi để mình thử nghiệm. Đó, thì ngày hôm nay là tôi tính là nửa tháng tôi mới quay, tức là tới khoảng lối 20 tháng 5 là tôi mới quay. Nhưng mà bây giờ sẵn cái dịp nè, trời mát các bạn, cái bầu trời đang chuyển mưa đây. Đó, bầu trời đang chuyển mưa thì tôi thấy cũng mát mẻ thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái kết quả sau 8 ngày mình suốt lá mai các bạn, tức là cái hôm đó là mùng 5 tháng 5, bữa nay là 13, tức là 8 ngày 13 tháng 5 âm lịch, thì các bạn thấy bây giờ cái mai mình suốt lá nó phát triển đây. Tôi mê quá cái này, theo mà cái đánh giá của cá nhân tôi nha, cái này là cá nhân tôi, thì cái này cây mai này nó sẽ đạt, Tết này nó sẽ đạt cái bộ lá nó ra. Thì các bạn thấy nè, bây giờ tôi chỉ hướng dẫn theo cái cách nhìn của tôi nha. Nè, các bạn thấy bộ lá ra rất đẹp. Đây. Thì bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ mình lấy một cái cây mai bình thường, thí dụ về cái cây mai này. Các bạn thấy không, này cái lá nó vẫn ra đẹp nè, đây. Đọt non nè, đọt non. Thì cái đọt non này Tết nó vẫn tạo được cái mầm hoa. Bởi vì bây giờ nó mới có tháng bữa nay mới có tháng 5 thôi, nó còn tới 6 tháng nữa. Thì cái bộ lá này tôi nghĩ là nó sẽ còn gần, theo tôi nghĩ nha. Đây, những cái cây mai mà tôi lạc đây, những cái mai mà tôi mời các bạn phiêu lưu nè. Nhưng mà tôi không biết là có cái bạn nào phiêu lưu với tôi hay không đó. Thì tôi xem ở trong cái mục đó, thì nó khoảng 100 ngoài lượt xem rồi đó. Nhưng mà kết quả này bây giờ là rồi, tới nửa tháng nữa tôi sẽ, không phải nửa tháng mà một tuần nữa tôi sẽ quay, thì các bạn thấy cái lá này nó sẽ hình thành. Tức là trong vòng nửa tháng thì cây mai mình nó sẽ hình thành các bạn. Bộ lá này rất là đẹp. Nhưng mà tôi có mời các bạn phiêu lưu, mà tôi nghĩ chắc các bạn chờ xem kết quả, chứ tôi nghĩ các bạn không dám quá. Đây à, rồi đây các bạn thấy không, cái đọt lá rất là đẹp. Đây các bạn thấy chưa nè. Đây rồi, đây. Trời nó sụp tối, hơi sụp tối, các bạn có thấy không? Đây. Đó là cái kết quả sau 8 ngày nha các bạn. Cái clip này là tiếp, tức là tôi sẽ quay liên tục tới Tết luôn, tức là nửa tháng hoặc tuần lễ tôi quay lần cho nó phát triển. Và bây giờ tôi nói các bạn nè, tôi sẽ quyết định, tôi thấy cái bộ lá ra là tôi rất thích á. Tôi quyết định tôi suốt 3 cây mai, thêm 3 cây mai nữa nè các bạn thấy nè. Cái bộ lá nó tương đối nhưng mà nó yếu, là yếu so với cây mai tôi trồng nha. Chứ cây mai vậy là đã được rồi. Ở đây nè, cây mai này nè tôi sẽ suốt nè. Đây nè. Đây là đang suốt cây mai đây. Nè các bạn thấy nè. Cái bộ lá nó vẫn tốt chứ nó không có gì trở ngại nha. Rồi tôi sẽ quyết định là suốt 3 cây mai này. Thử nghiệm, mà tôi có mời các bạn cùng phiêu lưu với tôi mà không biết các bạn có dám hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi là quyết định là suốt tiếp 3 cây mai này. Nó hơi suy, là nó hơi yếu với hơn những cây mai khác, chứ không phải là nó không đạt nha các bạn. Đây. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó. Thì bây giờ tôi nói với các bạn vậy, trời đang chuyển mưa. Các bạn vậy. Cái clip của tôi quay là chứng minh trên cái thực tế, là tôi có mời các bạn là bây giờ á, tôi nói các bạn này, cái mà một trên 100 cái lượt xem là mới có 8 ngày thôi, một trên 100 lượt xem, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn sẽ nhìn để cái thành bại của tôi thôi. Nhưng mà tôi nói các bạn, khuyến cáo các bạn mấy cây mai suy á, là nên suốt đi. Tôi có cây mai làm sao bây giờ nó xa quá mà tôi chạy ra làm sao, tức là cây mai mà nếu các bạn có xem cái clip thứ nhất của tôi á, cái clip đầu tay của tôi á, thì các bạn thấy tôi có giới thiệu một cái cây mai suy,
bây giờ tôi suốt rồi nó ra lá cũng y dày cây mai đó là nó suy á. Các bạn để cái lá vàng đó, vàng vàng ngà 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 là nó nằm hoài, nhưng mà tôi suốt trong vòng 8 ngày là bắt đầu bây giờ nó ra cái lá đẹp, rất là đẹp các bạn, đẹp lắm này. Ở bên đây luôn nè các bạn thấy không, đây là thành công rồi, tôi nói chắc chắn là thành công. Thì bây giờ á, tôi nói các bạn về cái nếu các bạn mà muốn theo dõi trực tiếp, thí dụ những cái bạn nào mà có nhấn cái gọi là cái kênh đăng ký á, chữ đăng ký á, nó màu đỏ dưới á, thì khi cái clip này tôi quay lên tôi chuyển qua YouTube thì nó sẽ hiện lên cho các bạn theo dõi. Thì bây giờ á, nếu mà các bạn tiện tay thì các bạn cứ bấm vô đi, rồi từ cái tôi sẽ một tuần nữa tức 7 ngày nữa thì các bạn thấy cái bộ lá của nó rất là nó hoàn thành rồi các bạn, nó sẽ nó vừa như nó giống như là nó thành cái lá rồi. Rồi bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ đây là ba cây mai này tôi thấy nó đẹp quá đi, bây giờ tôi quyết định tôi sẽ xuất lá ba cây mai này, là tổng cộng của tôi là 13 cây ha, dưới cái cây ở đằng sau nữa là 14 cây. Thì bây giờ trời mưa rồi, tôi giờ tôi vô nhà nha, tôi đứng ở nhà thì đó các bạn về cây mai á, mà bây giờ nhiều khi á, bây giờ tôi đã đang hướng dẫn các bạn cách phòng trị bệnh và rải phân cho cây mai, thì tại sao tôi có những cây mai suy. Cái vấn đề này tôi sẽ phân tích cho các bạn. Tôi có đứa cháu nó liếc lập luận vậy nè, để tôi lập luận theo cái ý nó coi. Cái thằng này là cái thằng cháu nó bài đầu cho tôi nè. Cái tôi khởi nghiệp là cũng nhờ nó. Rồi nó đi mua mai rồi nó quần tôi tan nát hết trơn, mà lúc đó tôi có biết cây mai là cái gì. Đi bứng này kia nó rất là giỏi, về cắt tỉa cành nhánh kỹ thuật này kia là nó, tôi cũng học nó đó, rồi tôi học lên cái trang mạng nữa, rồi tôi lấy kinh nghiệm của tôi. Nó nói một cái câu tôi thuật lại cho các bạn, tại sao tôi biết phòng trị bệnh chỉ cách phòng trị bệnh mà cây mai tôi lại suy. Đã cái vấn đề này tôi sẽ giải thích đây. Nó tôi sẽ lặp lại một cái lời cháu tôi, mà tôi lấy cái lời của nó tôi nói. Tại vì khi á, các bạn người ta mua các bạn cây mai, ta năm tới ta gửi thì cây mai quyền sở hữu ta đem về. Một là người ta nhiều khi á, là những nhà có cái máy lạnh, người ta cái phòng uống tóc hay gì người ta bỏ, ta nhốt nó trong, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là khi họ đem về họ để trong nhà uống rượu bia nước trà họ đổ vô đó, rồi bây giờ mình bán mai thì mình cũng có những anh em mình nhận mai nuôi. Là cái mai đó là gì, khi mà người ta nuôi năm rồi không có bông thì nó đã suy rồi, người ta mới đem ta gửi mình, tức là nói là cái mai mới, thì nó sẽ đủ thứ tạp vật ở trong đó hết đó. Tôi nói các bạn vậy thì nên là tôi lấy là cái lời nói của nó là về cái chỗ mình á, là nuôi mai, cho mướn mai và thuê mai ha, rồi nói chung là theo cái cách của tụi tôi đi ha, cái cách mà kinh doanh đi tôi đi, thì nó là y như cái bệnh viện vậy đó, tức là đủ thứ bệnh hết. Thì cái chuyện là cái cây suy và cái chuyện nó điều đó rất là bình thường, tôi không giấu đâu, tôi nuôi mà nhiều khi nó cũng chết nữa. Chứ là ai bây giờ nếu mà nó nuôi mai mà hoàn toàn mà không chết thì tôi nói cái điều đó là tôi không đồng tình. Chứ tôi nuôi cũng chết, nhưng mà cái xác suất của nó cho phép, tôi nói các bạn, cái xác suất nuôi mai nó chết cho phép. Chứ là mình nuôi người ta, mình nuôi là 20 cây mà ví dụ nó chết hết 10 cây thì cái chuyện nó không được. Mà mình nuôi là 70-80 cây, cả 100 cây mà nhiều khi cái năm đó, như cái năm rồi cái thời tiết rất là nóng các bạn, nó nóng một cách khủng khiếp luôn. Người ta có cái chỗ người ta để, người ta cho cái chỗ mát để người ta để, khi người ta bấm cành nhánh xong ta để chỗ mát rồi ta dời ra nắng. Bây giờ như cái chỗ tôi thì cái chỗ đâu mà tôi để, thì buộc lòng mình phải bấm cho nó. Nhưng mà cái thời tiết năm rồi tôi nói các bạn, mai hư rất là nhiều, chính tôi cũng bị hư nữa nè, chứ tôi không có giấu đâu, chính bản thân tôi cũng bị hư, là bị sao
nhiều cây mai người ta để ở trong nhà, người ta suốt cả một tuần lễ người ta đổ bia đổ bọng rồi người ta hút thuốc, nó thậm chí bỏ vô cái máy lọc, thì khi đem khi đưa trả lại cho mình trồng mình nuôi thì mình thấy là mình biết cái đó nó suy đó, rồi hàng năm thì mình chắc là nó lại sống, nó không có gì hết. Rồi năm nay là tại vì cái thời tiết, do đó nên khi mà mình cắt xong lại gặp cái thời tiết nóng nó sẽ bị chết. À, chính tôi cũng đang bị đây, bị chết hoang bị. Thôi thì bây giờ cái clip này nó tạm thời là các bạn nè, mà tôi mời các bạn cùng mạo hiểm với tôi, nhưng mà tôi thấy là chắc các bạn chờ cái thành bại của tôi. Thôi thì bây giờ cũng được, bởi vì tôi thì cái này là tôi nói các bạn là các bạn chắc hơi ớn gì đi tôi nói vậy, cùng phiêu lưu với tôi, thành ra cái câu này nó cũng làm cho các bạn hoang mang. Thôi thì các bạn cứ xem cái phát triển của cây mai, tôi sẽ cập nhật liên tục. Là bữa nay là 8 ngày từ cái ngày mà tôi lặt lá mùng 5 tháng 5, bữa nay là 13 là 8 ngày. Thì một tuần nữa tôi sẽ quay tiếp. Rồi cách một tuần hoặc nửa tháng tôi sẽ quay tới Tết. Nếu trường hợp không có ra bông tôi cũng vẫn quay, bởi vì cái này tôi nói là phiêu luôn. Rồi thôi thì các bạn nếu muốn là xem tiếp cái này nó nhanh gọn thì các bạn thích, các bạn hiện tay bấm vào cái một đăng ký, thì một tuần sau khi tôi quay cái clip này lên thì nó sẽ báo cho các bạn biết. Thôi xin chào các bạn. Trời mưa này thì cái cây cối nó phát triển các bạn, cái lượng đạm của trời á nó rất là mạnh, nó nhiều lượng đạm lắm, thành ra thôi bây giờ tôi bổ sung thêm chút nha. Nếu có xịt phân bón lá nên xịt phân hữu cơ chứ đừng xịt phân hóa học. Và tôi sẽ nói thêm cái nữa nè, cái phân hữu cơ là cái đạm phân cá là một, thứ hai là cái dịch trùng quế là tôi xài đó, bởi vì cái này nó sẽ làm cho cái giữ được cái bộ lá xanh mà cái đọt nó lại phát triển chậm từ từ. Còn những cái phân hóa học tôi cái cách làm của tôi nha, nó có những cái chất phụ gia, cái chất cũng như là tôi nói các bạn như là cái NAA là nó vượt đọt, hay là cái thằng GABA nó sẽ pha một cái hàm lượng rất nhỏ để cho cái cây mai nó vượt đọt. Mà khi nó vượt đọt thì không phải nó có hại gì, nhưng mà nó làm thưa cái mắt lá, thì cái bông nó sau này nó không đẹp. Vậy thôi chứ nó vẫn có bông, nhưng mà tôi khuyến cáo các bạn là xịt, là bây giờ tôi nhắc lại nè, xịt cái phân bón lá hoặc cái hữu cơ, tức là dịch trùng quế là một, các bạn lại tiệm nói là các bạn, thứ hai là đạm phân cá. Rồi thôi trời mưa lớn, cung cảnh nè các bạn, cung cảnh cái bầu trời đây. Thôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn 7 ngày tới tôi sẽ tiếp tục quay cho cây mai thuốc lá mình nó phát triển như thế nào. Thôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại.